Quảng Ninh kiểm soát y tế chặt chẽ du khách trước khi có lệnh cấm, khách du lịch tới Quảng Ninh trước khi có lệnh tạm dừng đón khách sẽ được kiểm soát y tế chặt chẽ và đảm bảo các quyền lợi khi đến tham quan vịnh Hạ Long, bắt đầu từ 12 giờ ngày mai 12 tháng 3. Tỉnh Quảng Ninh tạm dừng đón khách tại tất cả các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian 2 tuần, đây là việc làm cần thiết trong điều kiện dịch bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Đối với hàng ngàn du khách đang có mặt tại Hạ Long tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị vận chuyển khách thực hiện nghiêm túc việc kê khai y tế và đảm bảo các quyền lợi của du khách. Hiện mỗi ngày, tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đón khoảng 1.500 khách du lịch. Trong đó chủ yếu là các khách lưu trú, nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh dịch tễ luôn, được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Đặng Tuấn Hà, Phó Giám đốc Cảng tàu Quốc tế Tuần Châu cho biết, với công tác vệ sinh môi trường, chúng tôi phải tăng cường thêm quân số để thực hiện phun phòng dịch ngày hai buổi sáng và chiều trước khi khách đến và khi khách rời đi lập ba trạm để kiểm soát dịch bệnh ngay tại nhà ga của cảng cũng có bộ phận y tế riêng và tất cả các khách qua cảng đều được đo thân nhiệt đeo khẩu trang và xịt khuẩn để ngăn chặn cao nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ban quản lý vịnh hạ long đã yêu cầu các công ty vận chuyển khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long phải thực hiện kê khai y tế, theo đúng chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Các du khách, đặc biệt là người nước ngoài, được yêu cầu kê khai trung thực điểm khởi hành. Các quốc gia, đã đi qua, lịch sử phơi nhiễm, những dấu hiệu bất thường về sức khỏe trong 14 ngày. Bà Lynn Christine, và ông David York, du khách đến từ Australia nói. Tôi vừa kê khai các thông tin trong bảng kê khai y tế. Tôi thấy đây là việc làm cần thiết và tôi không thấy phiền hà gì cả. Trong những ngày vừa qua, tôi không đi qua vùng có dịch nhưng vẫn rất thoải mái khi thực hiện việc kê khai này. Đây là việc làm tốt để bảo vệ sức khỏe của chính tôi. Cho đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện thêm ca bệnh mắc COVID-19 ngoài 4 trường hợp khách nước ngoài đi cùng chuyến chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung mở rộng giả soát toàn bộ danh sách khách trên chuyến bay VN0054 có đến địa bàn sau khi phát hiện bệnh nhân số 31 và 33 từng lưu trú tại Quảng Ninh. Gạch chéo chấm. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.